Mọi người cắm vào thì nó sẽ thấy có đèn sáng này, là mọi người rút ra này, nó sẽ mất cái đèn này. Đấy. Đây sáng rồi, nó sẽ có internet rồi. You make me feel like I'm awake. I don't know why. Xin chào tất cả mọi người. Video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người về cách để làm sao chúng ta có thể cài một cái con Tenda là không bị sung một địa chỉ IP. Đây là con Tenda N300. Bước đầu tiên này, mọi người dùng điện thoại của mình nhé. Đây, con Tenda đấy. Đây, tôi sẽ kết nối vào với nó. Mọi người sẽ dùng một cái trình duyệt Internet. Thông thường thì tôi sẽ dùng cái Chrome này, Google Chrome này. Mặt sau của Wi-Fi nó sẽ có cái dòng địa chỉ này 192.168.0.1. Mọi người sẽ đánh vào trên thanh công cụ này 192.168. Xong mọi người bấm đi. Mọi người sẽ kích vào cái đây này. Dynamic IP này, tức là tự động IP tự động. Đây là cái tên mọi người nhập tên Wi-Fi nhé. Ví dụ như tôi để là Thanh Thủy đây này. Mật khẩu tôi sẽ là để từ 1 đến 9 này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Xong mọi người bấm phím OK. Đây. Nó báo thành công rồi này. Mọi người sẽ quay lại cài đặt Wi-Fi này. Wi-Fi này. Thanh Thủy này. Mọi người nhập mật khẩu vào 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bước kết nối. Bước tiếp theo là bước thứ hai, đây là bước cực kỳ quan trọng. Mọi người lại cũng vào lại này. Chôm này. Đây, mọi người bấm luôn này. Đây, bấm đi này. Mọi người kích vào cái dòng 3 chấm này. Ba cái gạch gạch này. Xong vào phần cuối cùng này. Đây. Đây. Mọi người kéo lên. Mọi người thì tắt cái DHCP server này đi. Enable này. Đây mọi người kích vào này. Đấy, kích vào này. Đấy, nó mất cái dòng đấy luôn. Đây. Đây, cái dòng 192.168.0.1 ở đây. Xong mọi người tắt đi này. Xong mọi người bấm phím OK. Nó báo là đã lưu thành công. Sau khi lưu thành công thì mọi người sẽ bấm một cái phím Reboot Router này. Mọi người bấm Reboot. Nó hỏi là mọi người có khởi động lại Wi-Fi hay không. Thì mọi người bấm OK. Cái con Tenda N300 này nó cực kỳ dễ dàng sử dụng và cài đặt nó chỉ trong vòng tầm 2 phút thôi, mọi người có thể thao tác thành công. Đấy, như vậy là đã thành công rồi. Đây là một cái đường LAN tôi sẽ cắm vào con Wi-Fi này. Mọi người chú ý là mình sẽ cắm vào cổng 1 hoặc cổng 2 hoặc cổng 3. Mình không cắm vào cổng WAN đấy nhá. Mình sẽ cắm vào cổng 1. Ví dụ như đây tôi sẽ cắm vào cổng 1 này. Khi nào mọi người cắm vào thì nó sẽ thấy có đèn sáng này. Khi nào mọi người rút ra này, nó sẽ mất cái đèn này.
Đấy. Đây sáng rồi, nó sẽ có internet rồi. Cái phím reset ở đằng sau wifi này cho tôi. Đây, đây cái phím reset đấy. Mọi người giữ nó tầm 10 giây. 10 giây để reset wifi. Khi nào nó nháy tắt cả đèn đấy, nó nháy rồi là mọi người đã làm xong.